chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Shop Radio. Mình là Mai Yên và như thường lệ. Konnichiwa. Seoul Nihongo Center no Jin desu. Chương trình được phát sóng vào 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube của Trung tâm Nhật ngữ Shop. Một tuần trôi qua rồi và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong số thứ 8 mùa đầu tiên của Shop Radio. Hiện tại bây giờ là 11:30 trưa diện trên xe ạ. Và Mai Yên đang rất là đói bụng rồi. Không biết là trưa nay Yên Sensei định ăn gì, có thể bật mí cho các bạn thính giả biết được không ạ? Vẫn như mọi khi thì mình sẽ ăn cơm trưa cùng với cả mọi người trong công ty thôi. Hộp cơm ngày hôm nay của mình có món sườn xào chua ngọt, rau muống xào tỏi và một chút canh nữa. Nghe khá là ngon đấy Yên Sensei ạ. Nhưng mà Sensei trước khi ăn thì Sensei có nhớ là chúng ta phải nói một điều gì rất là quan trọng không ạ? Điều gì vậy Diễn Sensei? Đó chính là trước khi ăn chúng ta sẽ nói Itadakimasu. Và khi ăn xong chúng ta sẽ nói Gochisousamadeshita. À, Mai Yên biết điều này. Đây là một văn hóa không thể thiếu trong bữa ăn của người Nhật. Trong số radio lần này, Diễn Sensei hãy cùng với Mai Yên và các bạn thính giả tìm hiểu lý do vì sao người Nhật thường nói lời cảm ơn trước và sau bữa ăn nhé. Hay, ok desu. Những người yêu thích văn hóa Nhật sẽ cảm thấy quen thuộc với hai câu Itadakimasu và Gochisousamadeshita. Trước khi dùng bữa, người Nhật sẽ chắp tay lại và nói Itadakimasu và tương tự khi ăn xong, họ sẽ nói Gochisousamadeshita. Cả hai đều mang ý nghĩa là cảm ơn vì bữa ăn, nhưng đó không chỉ là phép lịch sự mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến thiên nhiên và những người đã mang đến cho họ bữa ăn nữa. Nhật Bản là một cường quốc phát triển, giàu mạnh, nhưng khi xưa thì nơi đây lại là một vùng đất khô cằn, không thể trồng trọt. Vì là đất nước được tạo nên bởi 4 quần đảo, bao quanh bởi đại dương và 73% địa hình tự nhiên là núi, điều kiện để canh tác vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, đặc trưng của khu vực này là động đất và núi lửa, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Trong quá khứ, Nhật Bản cũng đã trải qua hai mốc thời gian được xem là địa ngục. Đầu tiên là năm 1732, thời gian này miền Tây nước Nhật gánh chịu cảnh mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt, kèm theo đó là sự sinh sôi của các loại sâu bọ phá hoại cây trồng. Hậu quả là 12.000 người đã chết đói vì thiếu lương thực trầm trọng. Đến khoảng thời gian từ năm 1782 đến năm 1788, tại vùng Tohoku, đất trồng bị tàn phá do dung nham và cho tàn núi lửa, không thể phục hồi trồng trọt. Cũng chính thời điểm ấy, mùa đông lạnh giá bao trùm cả khu vực, càng không phải là môi trường tốt để trồng trọt bất cứ loại cây nào. Tại khu vực gần tỉnh Aomori ngày nay, hơn 30% dân số, tức là 100.000 người đã chết vì đói. Đây được xem là nạn đói nghiêm trọng nhất trong thời kỳ đầu hiện đại ở Nhật Bản. Chính vì quá khứ đau thương ấy, người Nhật ngày nay vẫn luôn tỏ lòng tôn kính, trân trọng và biết ơn những điều đã đem đến cho họ một bữa ăn no đủ, ngon lành. Tấm lòng ấy được biểu hiện thông qua lời cảm ơn trước và sau bữa ăn. Itadakimasu được sử dụng vào đầu bữa ăn. Câu này dịch theo nghĩa đen là tôi rất cảm kích và sẽ khiêm nhường đón nhận bữa ăn này. Khi nói Itadakimasu, người Nhật cũng sẽ chắp tay vào nhau, đôi khi là kẹp thêm đôi đũa vào hai ngón cái để bày tỏ lòng thành kính. Lời cảm ơn đầu bữa ăn này thứ nhất là để dành đến cho những sinh mạng của động vật, thực vật hay bất cứ nguyên liệu nào đã ra đi để họ có thể có được món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thứ hai là gửi đến những người đã làm ra món ăn, bao gồm các nông dân, ngư dân, người buôn bán, vận chuyển, đầu bếp, phục vụ. Chỉ khi có những con người ấy thì những nguyên liệu tươi ngon mới có thể tạo thành những món ăn hoàn chỉnh. Và lời cảm ơn cuối cùng là dành cho người đã mời họ bữa ăn này, những người đã dành thời gian để trải nghiệm bữa ăn quý giá cùng bạn thì đó là điều đáng trân trọng. Về nguồn gốc của Itadakimasu thì động từ itadaku trong câu ban đầu được sử dụng như khiêm nhường ngữ cho động từ ăn, đó chính là taberu và nhận morau. Khi ăn lễ vật dâng lên thần linh hoặc khi nhận một vật gì đó từ những người có địa vị cao hơn. Trái với suy nghĩ thông thường rằng đây là một truyền thống lâu đời thì trên thực tế cả itadakimasu và gochisousamadeshita đều được dùng chỉ với ý nghĩa cảm ơn trong bữa ăn từ khoảng 100 năm trở lại đây. Gochisousamadeshita hoặc rút gọn là Gochisousama được sử dụng sau khi kết thúc bữa ăn, có thể hiểu theo nghĩa là cảm ơn vì đã bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Gochisousama nếu viết bằng Hán tự, xin mời các bạn chúng mình theo dõi trên màn hình nhé. Thì sẽ được viết như thế này ạ. Trong đó từ chiso có nghĩa là chiêu đãi, xuất phát từ nghĩa gốc là chạy xung quanh. Ngày xưa chưa có tủ lạnh hay siêu thị như bây giờ nên khâu chuẩn bị nguyên liệu rất khó khăn, người nấu phải bỏ nhiều công sức, chạy ngược chạy xuôi để có được một bữa ăn tươm tất. Bởi vậy, theo quan niệm của người Nhật, không nói Gochisousama sau bữa ăn sẽ khiến bạn trông bất lịch sự hoặc thậm chí là vô ơn. Dù chỉ là hai câu nói vô cùng đơn giản và ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa phải không nào các bạn? Đặc biệt với những đứa trẻ Nhật, đây là cách mà cha mẹ dạy cho chúng về sự trân trọng và lòng biết ơn.
Nhiều người cho rằng nét văn hóa truyền thống tốt đẹp này đã dần bị mai một do nhịp sống hối hả ngày nay và những bữa ăn gia đình cũng ít lại. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn hãy dành hai lời cảm ơn này trước và sau bữa ăn để bày tỏ sự biết ơn đến vạn vật nhé. Ôi, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi Yên Sensei ạ. Chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. Vâng, đúng rồi, mình đang rất là đói bụng rồi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào Shop Radio số 9 với chủ đề Oshitori-sama, xu hướng thích ở một mình của người Nhật. Đừng quên bấm theo dõi fanpage và YouTube của Trung tâm Nhật ngữ Shop để lắng nghe toàn bộ các số radio nhé. Hai mina-san, itadakimasu. Bye bye. Bye bye.